Chào các bạn, video lần này sẽ nói về dây trục câu lure. Có 3 loại dây câu thường gặp, bao gồm dây nylon, dây carbon và dây PE. Vậy 3 loại dây câu này có đặc điểm ra sao? Trước tiên hãy nói về dây nylon. Loại dây này có khả năng chịu mài mòn tốt, màu sắc trong suốt, khó bị lộ trong môi trường nước. Tuy nhiên dây có kích thước thô hơn và nặng so với 2 loại còn lại, do đó độ giãn dài cũng lớn hơn. Độ giãn dài ở đây cũng có thể hiểu là độ đàn hồi của dây. Khi đâm cá thì tốc độ dẫn lực chậm, cho nên dân câu lure, người ta rất ít dùng loại dây này. Dây carbon có thể được xem là phiên bản nâng cấp của dây nylon, chủ yếu thể hiện ở chỗ tính chịu ăn mòn cao hơn và độ giãn dài thấp hơn. Còn dây PE sẽ nhẹ hơn và mảnh hơn 2 loại còn lại, đặc biệt không có độ giãn dài, cho nên tốc độ dẫn lực sẽ nhanh hơn khi quăng cần. Đồng thời khi đâm cá, sẽ nhanh chóng tác động lực đến lưỡi câu hơn. Tuy nhiên khi gặp phải chướng ngại vật dưới nước như đá, cành cây thì dây này sẽ trở nên rất yếu. Ngoài ra nó cũng rất dễ bị lộ dưới nước. Kết hợp những ưu nhược điểm của 3 loại dây như phân tích bên trên thì thấy rằng khi đi câu lure nên dùng dây PE để làm dây trục. Dây carbon làm dây dẫn chống mài mòn, khó lộ ra dưới nước ở đoạn đầu dây. Ưu điểm của 2 dây này có thể hỗ trợ bổ sung cho nhau, là sự lựa chọn tốt nhất cho dây trục. Khi câu lure hiện nay, đây chính là dây PE kèm dây dẫn carbon mà mọi người hay nói. Giờ chúng ta đã biết nên dùng dây trục gì rồi. Vậy còn size dây và chiều dài dây câu nên chọn lựa thế nào cho đúng? Trước tiên là dây trục PE, ta cần căn cứ vào kích thước của cá và trọng lượng mồi câu để chọn lựa cho phù hợp. Nếu bạn muốn câu những con cá nhẹ, ví dụ như cá khoai, cá thiểu, thì nên chọn dây size 0.4. Nếu có cá nặng hơn một chút, tầm khoảng nửa ký đến một ký, thì có thể chọn dây size 0.6. Còn về chiều dài dây, theo tôi 100m là đủ rồi, nếu dùng để câu đại đa số các loài cá quen thuộc trong nước ta. Khi dùng máy câu dọc thì size dây nên chọn là 0.8 đến 1, còn khi dùng máy câu ngang thì nên chọn dây size 1 đến 1.2. Với size dây như thế này, bạn dùng để đối phó với những con cá từ 7.5kg trở xuống đều không thành vấn đề. Về chiều dài dây theo tôi thì khoảng 150m là đủ. Nếu bạn muốn câu những con cá kích thước lớn, ví dụ như cá măng hoặc cá trê lớn, hoặc là cá vược biển, thì nên dùng dây size từ 1.5 đến 2, chiều dài dây là 150m đến 200m. Còn nếu bạn muốn câu cá lóc ở những khu vực có chướng ngại vật như rong rêu, lục bình, thì bạn cứ trực tiếp dùng dây size 3 đến size 5. Vì sao ư? Bởi vì cho dù bạn có câu một con cá lóc nặng chỉ nửa ký, thì cũng có thể kéo theo cả 5kg rong rêu lên bờ. Nếu không dùng dây size lớn, thì không thể nào kéo lên được. Chiều dài dây trong trường hợp này chỉ cần 100m là đủ. Liên quan đến dây PE, vẫn còn hai điều cần lưu ý như sau. Thứ nhất, dây PE được bện bởi rất nhiều cuộn sợi lại với nhau. Chúng ta thường thấy nhất đó là loại 4X, 8X, 12X. Thông số X càng lớn thì độ trơn mượt càng cao. Thứ hai đó là hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất dây PE trong nước vì muốn nâng cao lực tải của dây PE đã cố tình làm cho dây thô hơn. Có khi bạn mua dây size số 1 nhưng độ thô của nó đã bằng size số 2 rồi. Video hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé!